biểu tượng kiến trúc gây nhiều dư luận suy đoán đủ kiểu ở Khánh Hòa. Học theo thử thách sinh tồn trên mạng, cậu bé cùng ba bạn đạp xe từ Cần Thơ đi Bình Dương tìm mẹ. Tài xế 9X xin nhường đường chấp nhận bị phạt nguội để đưa người đi cấp cứu. Bị nhắc tử bậy, thanh niên rút dao tấn công chủ nhà. Cảnh sát Nhật Bản bắt ba người Việt nghi thuộc nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế. Minh Phương rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong khung giờ quen thuộc dành cho bản tin của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, nhập viện vì xuất huyết não, nam bệnh nhân được bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đã rơi vào tình trạng chết não. Gia đình quyết định hiến tạng của người bệnh để chia sẻ sự sống với những người không may khác. Tạng hiến của người bệnh đã cứu nhiều người thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Ngày 17 tháng 11, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ekip bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận được một quả tim, hai quả thận, hai giác mạc và da của bệnh nhân. Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện cuộc ghép cho cả 6 người bệnh đủ các chỉ số tương thích để nhận nguồn tạng hiến ngay tại bệnh viện Chợ Rẫy. Các cuộc ghép đã diễn ra thuận lợi, hai bệnh nhân ghép thận, chức năng thận phục hồi bình thường và xuất viện trong tuần đầu sau ghép. Tương tự, hai bệnh nhân ghép giác mạc đã tìm lại được thị lực và xuất viện trong tuần đầu. Bệnh nhân ghép da được xuất viện vào tuần thứ hai. Riêng bệnh nhân ghép tim là cuộc đại phẫu phức tạp nên các bác sĩ đã phải theo dõi rất sát. Sau 4 tuần hậu phẫu, cơ tim được ghép đã hồi phục hoàn toàn trong cơ thể mới. Ngày 16 tháng 11, bệnh nhân ghép tim cũng đã được xuất viện trong niềm vui của các bác sĩ cùng gia đình. Vì nhớ mẹ đi làm xa ở Bình Dương, một học sinh 11 tuổi ở Sóc Trăng đã quyết định đi tìm mẹ và rủ thêm 3 bạn đi chung. Học theo thử thách sinh tồn trên mạng xã hội, bốn em mang theo hành trang gồm bật lửa, cần câu, mùng mền và chỉ đem theo 50.000 đồng bỏ túi. Các em cùng nhau đi sau giờ tan học ngày 16 tháng 11. Sau khi tiếp nhận thông tin, các thành viên đội cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ lái xe đi tìm kiếm đến tận Vĩnh Long vẫn không thấy. Sau đó nhận được tin báo gặp các em ở đoạn cầu Cái Sâu, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ. Các thành viên quay trở lại và phát hiện các em đang ngồi nghỉ bên lề đường. Được biết, gia đình của bốn em phải huy động hàng xóm họ hàng và báo cáo công an khu vực để tìm kiếm vì sợ nguy hiểm sẽ đến. Khi đội cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ đến đón các em ở đoạn cầu Cái Sâu, gia đình khi xem livestream cũng chạy đến tận nơi. Lúc đó các em nhỏ đã chạy được hơn 40 km. Đội cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ chở xe đạp cùng gia đình đưa bốn em về địa phương, được lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông Sóc Trăng trên địa bàn chờ sẵn để đón về nhà. Gia đình đã gửi lời cảm ơn sự chung tay lan tỏa thông tin của cộng đồng mạng và nỗ lực của đội cứu nạn giao thông Cần Thơ trong việc tìm kiếm và đưa các em về nhà an toàn. Tại hai đầu đường Võ Nguyên Giáp nối thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng hai biểu tượng kiến trúc. Vì thiếu bản thông tin nên nhiều người dân đã suy đoán đủ kiểu về một trong hai biểu tượng đã thành hình. Theo hồ sơ công trình của chủ dự án cung cấp, cả hai công trình tại đường Võ Nguyên Giáp đều được gọi là biểu tượng kiến trúc. Theo tài liệu do chủ dự án cung cấp, biểu tượng kiến trúc đặt tại đầu đường Võ Nguyên Giáp được thuyết minh là lấy ý tưởng từ chữ cái đầu V kép của cụm từ Welcome to Nha Trang. Một biểu tượng có những nhánh nhỏ tạo hình kiến trúc thành chữ V kép có ý nghĩa như một lời chào đón tới tất cả mọi người khi tới thành phố Nha Trang. Về màu sắc, sử dụng tông màu chủ đạo là màu trắng và xanh dương, là màu của bầu trời và biển. Hiện tại, công trình biểu tượng kiến trúc đặt tại vị trí đầu đường Võ Nguyên Giáp, thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh đã thành hình. Toàn bộ công trình dự án cũng như tại các vị trí xây dựng hai biểu tượng kiến trúc đều chưa có bản công bố thông tin. Vì vậy, từ khi đơn vị thi công dựng lên các trụ thép biểu tượng, nhiều người dân tò mò, suy đoán đủ kiểu. Bị nhắc nhở về việc tử bậy, nam thanh niên không những không xin lỗi mà còn tấn công chủ nhà khiến cho người này trọng thương. Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 11 tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Sau đây là đoạn clip ghi lại sự việc. Mời quý vị cùng theo dõi. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 11, phát hiện nam thanh niên đang tiểu bậy trước cửa nhà mình. Ông VTH sinh năm 1978 trú tại khu Cổng Bắc, phường Cộng Hòa đã có lời nhắc nhở. Tuy nhiên, người này không xin lỗi mà còn có biểu hiện thách thức. Vì quá tức giận, ông H đã dùng một cây gậy hình chữ T ra ngăn cản. Trong lúc xảy ra xô xát, nam thanh niên bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người chủ nhà. Rất may lúc đó nghe tiếng động, người trong nhà chạy ra ngăn vụ việc nên đối tượng đã lên xe máy bỏ đi. Ngay sau đó, ông H được người nhà đưa tới bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cấp cứu. Kết quả cho thấy ông H bị đâm vào phổi và gãy xương sườn. Qua xác minh ban đầu, đối tượng gây án là Vũ Đức Hiệp sinh năm 2001 trú tại khu Trại Cao, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Chiều ngày 17 tháng 11, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội điều tra xác minh thực tế số tiền mặt nạn nhân bị mất không nhiều như thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó, tài khoản Facebook BMT đăng tải trên mạng xã hội nhờ người dân đi qua ngõ 210 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, cung cấp hình ảnh tên trộm đập kính xe ô tô, lấy tài sản lớn. Theo người này, khoảng 9 đến 10 giờ cùng ngày, xe ô tô hiệu CRV đổ tại ngõ 210 Lê Trọng Tấn, bị kẻ gian đập kính cạnh ghế phụ, lấy đi giấy tờ cá nhân quan trọng cùng ví tiền. Bên trong ví có số tiền mặt 100 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân nhận được tin nhắn thẻ Visa bị quẹt 45 triệu đồng tại một siêu thị điện máy. Tiếp theo chương trình là đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được tình huống xảy ra vào lúc 11 giờ 49 phút trưa 16 tháng 11 vừa qua trên đoạn đường cầu vượt Kim Trung, huyện Đông Anh của thành phố Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo clip, một chiếc xe ô tô tải chở theo nhiều tấm gỗ ván để làm cốt pha trong xây dựng đi lên cầu vượt. Do chằng buộc ẩu nên khi ô tô đang đi lên cầu đã có một tấm gỗ bất ngờ rơi xuống đường. Rất may là xe ô tô đi phía sau giữ khoảng cách an toàn nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, tình huống này vẫn khiến nhiều người trùng mình sợ hãi. Tiếp tục chương trình là tình huống dở khóc dở cười dưới đây xảy ra vào trưa ngày 16 tháng 11 tại ngã tư đường Tránh Bình Giang, đoạn qua đài tưởng niệm chiến tranh Kẻ Sặc, huyện Bình Giang, Hải Dương. Chiếc ô tô con buộc trên nóc 6 ống nhựa thoát nước dựng đèn đỏ nhưng có vẻ tài xế đã đạp phanh hơi gấp khiến toàn bộ số ống nước trượt xuống và theo đà quán tính bắn thẳng sang bên kia đường với khoảng cách xa gần 50 mét. Toàn bộ tình huống trên được quay lại bởi camera hành trình trên xe ô tô của tài xế Trần Châu ghi lại. Rất may là không có ống nước nào lăn trúng người đi xe máy, nếu không rất dễ có tai nạn xảy ra. Ngay sau khi phát hiện ra đống ống nước lăn xuống đường, tài xế xe con đã mở cửa đuổi theo. Đồng thời, những tài xế phía đường đối diện cũng xuống xe giúp bê các đường ống vương vãi gọn vào lề đường. Mới đây, một đoạn clip ngắn vừa được chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo lời tâm sự của tài xế 9X vượt đèn đỏ và chấp nhận có thể bị phạt nguội để đưa người cấp cứu đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, tài xế Vũ Quang Triệu, Hà Nội cho biết vào khoảng 12 giờ trưa 17 tháng 11 năm 2022, khi anh vừa chạy xe từ Vĩnh Phúc về tới nhà thì nhận được điện thoại của bạn nhờ đưa mẹ đi cấp cứu vì đau bụng. Trên đường đi, mẹ của bạn liên tục kêu khóc vì đau nên anh cũng vội vàng chạy xe thật nhanh. Chặng đường 7 đến 8 km từ phường Minh Khai Bắc Từ Liêm tới bệnh viện 198 có mấy lần anh vượt đèn đỏ. Chị Đỗ Thị Phương, con gái bệnh nhân cho biết: "Mẹ tôi đau bụng quá bò ra nền nhà, may mà nhờ có chú Triệu tới và kịp thời đưa mẹ tôi đi bệnh viện. Chúng tôi ở xa, khi biết mẹ bị đau, nhờ là khách quen có số của chú Triệu nên đành phải nhờ chú ấy chở mẹ đi cấp cứu. Chú ấy còn nộp tạm viện phí và đẩy băng ca đưa mẹ tôi đi siêu âm và xét nghiệm máu. Đường đông lại tắt đường, mãi chúng tôi mới từ nhà ra đến viện." Đoạn clip và thông tin chia sẻ của tài xế 9X đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều cảm phục hành động của anh Triệu khi đưa người đi bệnh viện cấp cứu kịp. Chính quyền thành phố New York, Mỹ đang tiến hành xây dựng một ràn hào bao gồm hàng tỷ con hào sống tại bờ biển phía Nam nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án này được gọi là Living Breakwater, nằm trên đảo Staten, một quận của thành phố New York. Vỏ hào từ các nhà hàng tại khắp New York sẽ được thu thập, chuyển đến bờ biển và đặt vào các cấu trúc mô phỏng rạn san hô, được làm từ đá biển và bê tông sinh học. Cấu trúc này sẽ cung cấp môi trường sống cho những con hào mới cũng như các sinh vật biển khác, sau đó trở thành con đê chắn sóng do hàng tỷ con hào sống phủ lên. Những con hào ở cạnh nhau sẽ tạo thành các rạn hào, cung cấp môi trường sống cho các sinh vật biển khác như cua, tôm, cá, giúp bờ biển New York chống lại thời tiết khắc nghiệt, cũng như bảo vệ cộng đồng sinh vật biển, hệ sinh thái của vùng. Dự án Living Breakwaters trị giá 107 triệu đô la Mỹ dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Chuyên gia Todd Polowski từ Đại học Columbia Mỹ gọi dự án Living Breakwaters là một sáng kiến ý nghĩa, siêu sáng tạo và truyền cảm hứng. Cảnh sát tỉnh Hyogo, Nhật Bản thông báo đã bắt giữ 3 người đàn ông Việt Nam, tình nghi là thành viên của một nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế, giả làm sĩ quan quân đội hoặc là bác sĩ nước ngoài, sau đó lừa tiền nạn nhân. Ba người đàn ông bị bắt giữ bao gồm một người tên Dogon Son, 33 tuổi, hiện đang thất nghiệp và ngụ tại khu Edogawa, Tokyo. Nguyễn Thanh Thanh, 23 tuổi, là du học sinh, cùng với Nguyễn Việt Lam, 23 tuổi, hiện đang thất nghiệp.
Ba người này bị truy cứu vì tình nghi thuộc nhóm lừa đảo lãng mạn quốc tế nhằm giả vờ hẹn hò rồi đi lừa đảo trên mạng xã hội SNS. Cảnh sát cho hay cả ba người đã thừa nhận cáo buộc. Tổng số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo được cho là vừa quá 100 triệu yên, tức hơn 17 tỷ đồng. Cảnh sát đã đột kích căn hộ của ba người vào ngày 14 tháng 11, tịch thu khoảng 10 triệu yên, tức 1,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 80 thẻ rút tiền. Cảnh sát cho biết từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 8 tháng 11, ba người này đã rút khoảng 860.000 yên từ các vụ lừa đảo thông qua ATM tại các siêu thị ở tỉnh Chiba và khu Edogawa của Tokyo. Vô tình để quên điện thoại ở nhà là một chuyện, nhưng để quên ở sân bay ngay trước giờ cất cánh lại là chuyện khác. Một hành khách của hãng hàng không Southwest Airlines đã rơi vào tình huống này sau khi để quên điện thoại ở cổng ra vào tàu bay tại sân bay Long Beach, Los Angeles của Mỹ. Tuy nhiên, các nhân viên mặt đất ở sân bay Long Beach đã nhanh chóng phối hợp với nhau để đảm bảo trao trả an toàn chiếc điện thoại cho chủ nhân. Tại thời điểm một hành khách đi chuyến bay khác phát hiện chiếc điện thoại bị bỏ quên và thông báo lại cho các nhân viên ở sân bay, thủ tục lên máy bay đã hoàn tất và cửa máy bay đã đóng lại. Khi các nhân viên điều hành thấy chuyến bay này đã hoàn tất thủ tục lên máy bay, họ đã liên lạc với cơ trưởng ngay lập tức đề nghị các nhân viên trên mặt đất đưa điện thoại qua cửa sổ để anh này có thể trả lại cho khách hàng. Trong đoạn video được hãng hàng không có trụ sở tại Dallas này chia sẻ vào ngày 13 tháng 11, có thể thấy cảnh một phi công nhoài người ra khỏi cửa sổ buồng lái để cố gắng lấy chiếc điện thoại từ các nhân viên mặt đất. Đoạn video trên được công bố vào ngày Tử tế Thế giới, một ngày lễ quốc tế được thành lập để thúc đẩy lòng tốt trên khắp thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.